Hello, xin chào tất cả các chị, em là Minh Minh đây. Ở một cái video lần trước là mình đã thực hiện được một cái thử thách, đó là mình đã vừa lanh được 4 phút 5 giây. Có nhiều chị nhắn tin hỏi Minh đó là em ơi, có cái bài tập nào mà nó nhanh gọn lẹ, mà nó dễ học nhưng mà lại tác động đến toàn thân của mình, giúp cải thiện cái sức khỏe của mình hay không? Thì Minh nói thật là chỉ có vừa lanh thôi. Không biết là lần này Minh sẽ thực hiện cái thử thách là hơn được 4 phút 5 giây hay không, để xem là mình khỏe như thế nào. Mời các chị cùng tham gia cái thử thách này cùng mình nhá. Ok, và bây giờ là các chị cùng bấm thời gian thử thách với mình nhá. Bắt đầu. Mình đang bấm thời gian đấy các chị. Rồi, chúng ta sẽ để bài như thế này nhá. Cố gắng giữ người của chúng ta thẳng này, luôn thẳng này. Đó. Và cái mũi chân của mình luôn chống như thế này. Mắt nhìn về trung tâm của cái tay. Giây 25 giây. Khá là thử thách các chị ạ. Lần này thực sự rất là thử thách luôn. Để xem là mình sẽ chịu đựng được bao lâu nha. Người ta nói đó là nếu như mà mình cảm thấy là cái cuộc đời nó trôi qua nhanh quá, thời gian trôi qua nhanh quá, thì chắc chắn rằng là người đó chưa làm blank. Hãy đi làm blank. Rồi, sắp được 1 phút rồi. 53 giây. 53 giây rồi đó các chị. Cố gắng là bám chắc cái chân xuống dưới sàn nha. Ngày hôm nay là mình không có dùng thảm cho nên là hai cái đầu gối tay nó hơi đau một chút xíu. Một phút 20 giây. Yes, được 1 phút 20 giây rồi các chị. Chưa bao giờ cái thời gian nó trôi qua chậm giống như lúc vừa lanh đâu các chị ạ. Hãy cùng xem là ngày hôm nay mình chinh phục hơn 4 phút 5 giây hay không nha. Không chống tay nhé các chị, không chống tay vào người nhé. Bắt đầu là cơ bụng này, cơ mông này, cơ đùi này, cơ toàn thân bắt đầu là run lên rồi đó các chị ơi. 2 phút. Nếu như các chị ở đây thì các chị sẽ thấy là mắt của mình bắt đầu là đỏ lè lên rồi đó. Người run lẩy bẩy lật mặt luôn các chị. Yes, 2 phút rưỡi. Cố lên. Một nửa nữa thôi. Chắc chắn làm được. Thật sự là người của mình bây giờ đang rất là run luôn các chị ha. Yes, 3 phút. Cố lên tôi ơi. Lần trước là có chị nhắn tin cho mình, đó là chị làm được 10 phút. Thật sự rất là nể. Mỏi dữ hết cả người rồi. Phút rưỡi. Cố lên. Yes. Các chị có thấy người mình run không? 4 phút 3 giây. Ah.
rưỡi. Cảm giác người sắp sụp đổ rồi. Chịu nổi nữa rồi. Wow. 5 phút. Mình làm được 5 phút 20 giây. Wow. Thật sự rất là phê. Rất là đã luôn các chị. Vậy là mình đã làm được hơn lần trước. Không thể nói được một từ nào. Tức là mình vừa mới chạy bộ liên tục, không ngừng nghỉ 1 tiếng. Cảm giác rất là phê, rất là đã. Thử nha các chị. Chắc chắn mình sẽ biết là cái sức khỏe của mình đến đâu. Tin mình đi, ai mà bờ lanh được càng lâu thì người đấy có một cái thể trạng, một cái sức lực càng khỏe. Hãy tập luyện mỗi ngày. Đây là một cái động tác mà mình rèn luyện cho mình mỗi ngày. Thật ra là mình chỉ cần nhích lên được 1 giây thôi, đó cũng là một cái sự cố gắng. Mới đầu là mình làm á, mình chỉ làm được 30 giây. Lần thứ hai mình tăng lên được 1 phút, rồi sau đó mình luyện tập rất nhiều, mình mới tăng lên được 2 phút. Và hôm bữa là mình đã được 4 phút 5 giây và mình nghĩ đó là cái lần mà mình làm giỏi nhất rồi. Nhưng mà không ngờ là cái lần này là mình được tới 5 phút 20 giây và toàn bộ cái cơ thể của mình bây giờ nó đang run lẩy bẩy luôn. Nhưng mà mình biết là mình đã, cái sức khỏe của mình đã tốt lên rất là nhiều. Thực sự rất là mừng. Các chị thử nhá, thử xem là cái khả năng và cái sức chịu đựng của mình đến đâu và cái sức khỏe của mình đang ở chỗ nào nha. Cảm ơn các chị đã xem hết cái video này của mình. Hy vọng rằng là cái video này nó sẽ truyền động lực cho các chị, để cho tất cả mọi người đều có một cái ý thức yêu thương bản thân của mình, gìn giữ cái sức khỏe của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các chị lần sau chinh phục thử thách 7 phút nha.